Vâng các bác ơi, sót kho em còn có 3 đôi bát 40 của Dwell này. Đấy, lâu rồi các bác lại để ý cái dòng bát 40 này. Dòng bát 40 này là của nhà máy Dwell, 800W trên trở kháng 8 ohm, model 15AH2262. Cái dòng này đít lồi và có đôi 4, 6, 8 cái lỗ tỏa khí tỏa nhiệt nhá, đít nồi nhá, và trong đây có lót lớp lưới này để tránh bị cản rơi vào trong này. Và các bác lưu ý hàng hãng, về xương của nó sẽ khác hoàn toàn với các cái xương khác. Và hàng hãng thì nó sẽ dày dặn này, các bác nhìn nhựa, từ dày, bích dày, gấu lắm, cầm cái bát nó lặng chịu tay. Nếu so với các cái dòng hàng mà bằng tiền với cái loại này, cho bọn nó hít khói luôn, cam kết luôn. Và anh em mua cái cặp bát này thì giá của nó rất là rẻ và chất lượng tốt, màng xếp đi gân hai gân, và hàng của nó là hàng hãng của công ty. Các bác lưu ý hàng hãng và hàng của công ty thì bao giờ cũng là hàng cao cấp và giá đắt, nhưng hôm nay lại cặp này anh em mua chơi được giá rẻ và hàng là chất lượng cao. 2,6 triệu một cặp bát này, được bao ship, nhận hàng, kiểm tra thanh toán. Mua về để hoành full thì tiếng bát nó rất là uy lực. Anh em mà chơi sự kiện hoặc chơi loa kéo ngoài trời hoặc là chơi không gian lớn, cần đến độ lì đòn, cần đến các cái dòng nhạc là DJ, thì các bác có thể chơi cái dòng bát 40 Dwell này. Đấy, anh em quan tâm đến cái dòng bát này, về để làm súp hơi, súp kép, có thể liên hệ trực tiếp cho em được cái bát 40 Dwell, mã là 15AH2262. Đấy, anh em quan tâm thì liên hệ trực tiếp cho em nhé.